làm loại nước vừa đẹp da, lại giảm ngay 3kg một tuần không cần ăn kiêng. Không cần phải quá vất vả kiêng kem, luyện tập để giảm cân nữa. Chỉ với một cốc nước đỗ đen rang mỗi ngày, bạn sẽ kéo cân nặng của mình xuống 3kg chỉ trong một tuần. Đỗ đen là loại cây dễ trồng và được trồng nhiều ở nước ta. Đỗ đen không chỉ có giá trị về dinh dưỡng, mà nó còn là phương pháp làm đẹp, giảm cân cực kỳ tốt. Ngoài những công dụng trong ẩm thực và y học, đỗ đen còn là phương pháp làm đẹp hữu ích được chị em phụ nữ bao đời nay sử dụng. Trong đỗ đen chứa albumin, sinh tố A, B, C, PP, protein, glucid, lipid, muối khoáng, giúp làm đẹp da, mát cơ thể từ bên trong. Và đặc biệt, nước uống từ loại đỗ này giúp phái đẹp giảm cân nhanh chóng. Thường xuyên sử dụng đỗ đen rang nấu nước sẽ giúp người bệnh hạ được hàm lượng đường trong máu, từ đó ngăn chặn quá trình tăng cân. Phụ nữ Nhật Bản thường là những người đi đầu trong việc làm đẹp bằng các sản phẩm tự nhiên và họ cũng đã dùng nước đỗ đen rang để giảm số cân nặng cơ thể. Cách nấu nước đỗ đen rang để giảm cân. Tốt nhất là nước đỗ đen rang được nấu từ những hạt đỗ đen xanh lòng. Để đạt chất lượng cao, bạn nhặt kỹ, bỏ những hạt thối, mốc và chọn hạt căng mẩy. Bước 1. Sau đó cho lên chảo rang lửa vừa, tới khi vàng và có mùi thơm. Hoàn thành việc rang đỗ, bạn mang đỗ vừa rang đã để nguội đi hạ thổ. Sau đó, cho vào hộp kín để dùng dần. Bước 2. Bạn cho đỗ đen đã rang vào ấm và đun sôi khoảng 10 phút hoặc dùng hãm như trà trong thời gian ngắn. Sau đó, bạn có thể dùng như trà hoặc pha loãng uống thay nước mỗi ngày. Mỗi ngày, bạn chỉ nên uống từ 1 đến 2 cốc nước đỗ đen và có thể thay đổi bằng việc thêm đường hoặc muối cho dễ uống. Nếu kiên trì thực hiện uống nước đỗ đen rang, bạn có thể giảm cân nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời, làn da cũng sẽ mịn màng, trắng sáng hơn, lỗ chân lông và các vết nám giảm dần.